Chú ngựa ao diều. Ngày xưa ngày xưa, Đức vua Ba Tư hùng mạnh, thường tổ chức những buổi lễ hội náo nhiệt trên toàn vương quốc. Đó cũng là dịp để mọi người trình diễn những phát minh sáng tạo nhất. Đức vua Ba Tư rất yêu thích những thứ mới lạ, người luôn sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lớn để được sở hữu món đồ ưng ý. Lễ hội năm nay thật thú vị thưa vua cha. Đúng vậy, có lẽ đã đến lúc kết thúc lễ hội rồi. Xin hãy khoan đã. Thần là lái buôn Ira, đây là tuyệt tác mà thần muốn được giới thiệu với người, thưa bệ hạ. Con ngựa này tuy rất tinh xảo, nhưng ta tin rằng có nhiều nghệ nhân làm được giống như thế. Thưa bệ hạ, con ngựa này còn có thể bay được với tốc độ phi thường. Thật vậy sao? Cứ hãy bay đến ngọn núi kia và lấy về cho ta một cành cỏ ở đó, để xem ngươi đi mất bao lâu. Xin tuân lệnh. Đúng là nhanh như chớp. Quá là một con ngựa kỳ diệu. Ta muốn con ngựa này. Ngươi hãy ra giá đi. Thưa bệ hạ, thần chỉ có một điều mong mỏi thôi, đó là cưới công chúa con gái ngài làm vợ ạ. Điều này... Không, con không muốn thưa vua cha. Con ngựa đó quả là có một không hai. Ta không thể chịu đựng được việc người khác sẽ sở hữu nó trong khi ta vị vua hùng mạnh nhất lại không có. Thưa vua cha, đó tuy là vật quý, nhưng không thể quan trọng bằng hạnh phúc của công chúa. Hắn đã tạo ra con ngựa đó. Công chúa có được một người chồng tài năng thì có gì là không được. Con ngựa đó có thật cho ngươi làm ra không? Ngươi có thể làm lại một con y như thế chứ? Điều này... Thưa vua cha, rõ ràng hắn chỉ là kẻ may mắn có được con ngựa đó mà thôi. Không thể gả công chúa cho một tên lái buôn tầm thường như vậy. Thôi được, ta không cần con ngựa đó nữa. Hãy mang nó đi đi. Suýt chút nữa, ta đã trở thành con rể của Đức vua Ba Tư giàu có nhất. Ngươi hãy chờ đấy. Một thời gian sau, khắp vương quốc Ba Tư nô nức đón mừng hôn lễ của hoàng tử Ba Tư và công nương Bengale của vương quốc lân cận. Hoàng tử và công nương vô cùng tâm đầu ý hợp. Thế nhưng vào ngày hôn lễ được cử hành, tai họa bắt đầu ập tới. Thưa công nương, thần đến đón người theo nghi thức hoàng gia ạ. Cảm ơn ngài, chúng ta đi luôn bây giờ chứ? Vâng, mời công nương lên ngựa. Thưa hoàng tử, công nương Bengale đã mất tích. Cái gì? Sao lại mất tích được? Có một gã mặc quân phục đã đưa công nương đi bằng con ngựa bay. Chúng thần không thể đuổi kịp. Ngựa bay? Chẳng lẽ là tên lái buôn đó? Không được lại gần ta. Công nương, hãy ngoan ngoãn làm vợ của ta đi. Cứu tôi với. Dừng lại. Ngươi là ai? Sao lại bắt nạt một cô gái yếu đuối trên vương quốc của ta? Cô ta là vợ của ta, ngài đừng can dự vào. Hắn nói dối, hắn là tên lái buôn xấu xa đã bắt cóc tôi. Mà bắt hắn lại, đừng hòng bắt được ta. Đừng để hắn chạy thoát. Nhà vua của vương quốc Kachemire đã lập tức xử tội gã lái buôn và đưa Bengale trở về cung. Vì say mê sắc đẹp của công nương Bengale, vua Kachemire hạ lệnh sẽ cử hành hôn lễ cùng với nàng ngay sáng hôm sau. Xin ngài hãy thả tôi ra, tôi đã có vị hôn phu rồi. Nàng sẽ trở thành hoàng hậu uy quyền của cả vương quốc. Còn điều gì mà nàng không hài lòng? Nhưng tôi không yêu ngài, hôn nhân ép buộc sẽ không thể hạnh phúc. Ý ta đã quyết, sáng sớm mai chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Không còn cách nào khác, Bengale đành giả bệnh để trì hoãn đám cưới. Trong lúc đó, hoàng tử Ba Tư đã cải trang thành dân thường và dò la được tin tức về công nương. Bất cứ danh y nào chữa được bệnh cho công nương Bengale, hôn thê của hoàng thượng sẽ được trọng thưởng. Ngươi đảm bảo mình sẽ chữa khỏi chứng bệnh kỳ lạ đó chứ? Thần chắc chắn. Xin hãy cho thần được diện kiến công nương. Công nương có nhận ra ta không? Chàng chính là... Ta đã có kế hoạch giải thoát cho nàng. Hãy nghe kỹ những gì ta nói. Thần nhận thấy bệnh của công nương có liên quan đến một sự vật kỳ bí. Bệ hạ có thể cho thần biết người đã gặp công nương như thế nào không ạ? Nhà vua Kachemire không hề nghi ngờ, liền kể lại với hoàng tử về việc bắt gặp Bengale bị gã lái buôn bắt cóc bằng con ngựa quý. Xin bệ hạ cho thần xem con ngựa đó trước sự chứng kiến của công nương. Thần sẽ có cách trị hoàn toàn bệnh cho công nương. Được, ta đồng ý. Ngươi làm gì thế? Thả công nương xuống ngay.
tôi là hoàng tử Ba Tư, công chúa Begale là hôn thê của tôi. Sao? Hoàng tử Ba Tư? Ngài ép một cô gái phải thành hôn với mình dù nàng không muốn. Ngài có xứng là một đức vua anh minh hay không? Ta sẽ đưa hôn thê của mình trở về, ngươi hãy suy xét về hành động của mình đi. Thế là hoàng tử Ba Tư đưa công nương Begale trở về vương quốc Ba Tư cử hành hôn lễ. Họ đã sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Viên uống Omega 369 Royal cho trái tim bền bỉ, cho mắt sáng tinh anh. Royal nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạc Ma. Chiếc gương của Matsuyama. Ngày xưa, tại thị trấn Shizuka xinh đẹp, có một gia đình nọ, người chồng thường xuyên đi làm ăn xa. Ở nhà chỉ có người vợ và cô con gái, Matsuyama nương tựa vào nhau. Mẹ Matsuyama thường xuyên đau ốm. Những lúc đó, Matsuyama luôn ở bên chăm sóc cho mẹ chu đáo. Mẹ ơi, mẹ uống thuốc đi cho mau khỏe. Cảm ơn con yêu. Rồi một ngày, bố Matsuyama trở về nhà mang theo một món đồ kỳ lạ. Tôi có quà tặng cho mình đây. Tôi nghe người ta nói đây là chiếc gương thần đấy. Ai có điều gì mong mỏi thì cứ nhìn vào gương sẽ thấy điều kỳ diệu. Thật hả Minh? Tôi cũng không chắc. Tôi nhìn vào thì chẳng thấy gì cả. Lần này mình ở nhà lâu lâu nhé. Không được mình ạ. Hai hôm nữa tôi phải đi rồi. Người ta chở hàng về gấp, mình không đi lấy là mất mối làm ăn đấy. Vậy sao? Hai hôm sau, cha của Matsuyama lại đi làm ăn xa. Còn mẹ cô bé lại lâm bệnh. Mẹ ơi, con nấu cháo rồi. Mẹ ăn một chút cho đỡ mệt nhé. Mẹ cảm ơn con. Mẹ ơi, chiếc gương đó có gì thế? Sao mẹ lại khóc? Không có gì đâu con. Mẹ mệt quá nên mới thế thôi. Thế nhưng suốt thời gian sau đó, Matsuyama thường xuyên nhìn thấy mẹ cô nhìn ngắm chiếc gương vô cùng chăm chú. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Không lâu sau, mẹ cô bé trở bệnh nặng. Con gái yêu của mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ phải đi rồi. Mẹ ơi, mẹ cố lên, ba sắp về rồi. Hứa với mẹ, con sẽ ngoan và nghe lời ba nhé. Vâng, con hứa. Sau đó, người mẹ qua đời để lại trong lòng Matsuyama một khoảng trống không thể lấp đầy. Vì muốn cho Matsuyama có người chăm sóc, ba cô bé đã cưới một người phụ nữ khác. Bà ta có một người con riêng nhỏ tuổi hơn Matsuyama tên là Yukata. Thế nhưng, người phụ nữ đó không hề giống như ông tưởng. Ngay khi ông vừa đi khỏi, bà ta đã lộ rõ bản chất của mình. Có một tí mà giặt mãi không xong, có nhanh tay lên không hả? Bà ta bắt cô bé phải làm tất cả mọi công việc trong nhà để phục vụ mẹ con bà. Cha của Matsuyama quá bận rộn với công việc bên ngoài nên không hề hay biết. Matsuyama ngày càng cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Mẹ ơi, con buồn lắm. Sau hôm đó, Matsuyama thường dành hầu hết thời gian của mình để nhìn vào chiếc gương kỳ lạ. Yukata, mày không chịu làm việc mà cứ nhìn cái gì đấy? Cho tao xem nào. Không có gì cả. Đưa tao xem một tí, mày đang giấu cái gì? Tao nói không là không. Đau quá. Mẹ ơi, Matsuyama nó đẩy con ngã. Cái gì? Sao nó dám làm thế? Con thấy nó cứ nhìn vào gương rồi nói cái gì ấy nghe ghê lắm. Con đòi xem thì nó đẩy con ngã. Đấy, mẹ thấy không? Nó cứ nhìn vào gương rồi lẩm bẩm như thế suốt ngày. Nó lầm rầm cái gì không biết. Chẳng lẽ nó đang nguyền rủa mình? Được lắm, mình sẽ cho nó biết tay. Khi người bố đi làm xa trở về, người mẹ kế liền nói với ông rằng Matsuyama đang tìm cách nguyền rủa bà ta, khiến ông vô cùng tức giận. Matsuyama, còn mau cho ba xem chiếc gương đó. Không, ba không xem được. Đưa đây xem nào. Dạ không. Có thấy gì lạ đâu nhỉ? Mau trả cho con. May quá, mẹ vẫn ở đây. Con cứ sợ mẹ sẽ biến mất. Sao? Mẹ con ở trong gương ư? Dạ. Mỗi khi trái tim con đau đớn, con lấy chiếc gương ra và thấy gương mặt mẹ với nụ cười hiền hậu. Con...
Cứ nhìn vào gương, con lại thấy bình yên, không còn mệt mỏi vì công việc nặng nhọc và những cái nhìn cáu gắt nữa. Matsuyama, bà xin lỗi con. Bà không biết con phải chịu nhiều thiệt thôi và cô đơn đến như thế. Từ nay về sau, bà sẽ ở nhà với con, không đi đâu nữa. Một thời gian sau. Dạo này con nhìn vào gương không thấy mẹ nữa ba ạ. Đó là vì con đã không còn cô đơn nữa rồi. Ngày trước mẹ cũng hay nhìn vào gương này lắm ba. Ba thường xuyên đi xa để mẹ con phải cô đơn quá nhiều. Ba sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa đâu. Từ đó gia đình Matsuyama sống bên nhau rất hạnh phúc. Người mẹ kế và cô con gái cũng đối xử tốt với cô bé hơn trước rất nhiều. Và Matsuyama không bao giờ còn cần đến chiếc gương đó nữa. Viên uống Omega 369 Royal cho trái tim bền miễn, do mắt sáng tinh anh. Royal nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạm Ma. Sự ra đời của búp bê Barbie. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về bà Ruth Handler cùng chồng Elliot Handler trong quá trình phát minh ra búp bê Barbie vào năm 1959 tại New York. Mattel Company. Elliot và Ruth là đôi vợ chồng trẻ rời quê đến New York lập nghiệp. Sau nhiều năm cố gắng, họ đã gây dựng được cơ nghiệp và trở thành chủ của công ty trò chơi Mattel Company. Chủ tịch dựa theo thông lệ hàng năm, thì hội chợ đồ chơi Mỹ năm nay sẽ được tổ chức vào tháng 3 tại Las Vegas. Ước tính hiện tại đã có hơn 50 công ty đồ chơi đăng ký triển lãm. Sản phẩm năm nay của chúng ta trưng bày là gì? Dạ, các đồ nội thất bằng nhựa. Tuy nhiên năm nay chúng ta sẽ không trưng bày riêng về đồ nội thất trong nhà, mà còn mở rộng ra các nội thất trong các nhà hàng, cửa hàng tiện lợi để thu hút các cháu bé hơn. Không được, ý tưởng này quá cũ kỹ. Năm ngoái sản phẩm chúng ta trưng bày đã là các biểu tượng của khu vui chơi rồi mà. Năm nay tính ra chỉ là đổi bối cảnh. Nó thật sự chưa phải là một sản phẩm tối ưu và đột phá. Tôi muốn công ty phải có một mẫu đồ chơi khác lạ nhất để đánh mạnh vào nhu cầu tiêu thụ tối đa trong năm nay. Anh nghĩ chuyện này e rằng rất khó. Em cũng thấy điểm mạnh của chúng ta là những món đồ chơi bằng nhựa. Chính vì thế, sản phẩm của chúng ta chỉ có thể xoay quanh những món đồ chơi dưới dạng nội thất. Hơn nữa, những dòng sản phẩm đồ chơi mới lạ đó chúng ta không chuyên, e rằng dễ bị đánh bại bởi các công ty đối thủ. Thử thách càng cao thì động lực càng lớn, tạo nên sự đột phá anh à. Chúng ta không thể mãi đứng trong vùng an toàn của mình suốt mấy cuộc hội chợ triển lãm được. Chắc chắn sẽ phải có một sản phẩm bứt phá. Bây giờ đã là tháng 1, cách thời điểm tổ chức còn 2 tháng. Vẫn còn kịp cho chúng ta tìm kiếm và sản xuất sản phẩm trưng bày. Mọi người tan họp, lập tức tìm ý tưởng và gửi thông tin cụ thể cho tôi. Vâng, thưa giám đốc. Vì sao tuổi trẻ luôn tưởng tượng một hình ảnh người lớn trong thân thể một búp bê trẻ con ta? Những gì con mình khắc họa lại là một cuộc sống hiện đại của một cô gái trưởng thành. Nếu thật sự búp bê trở thành một cô gái đúng như những gì lũ trẻ tưởng tượng thì sẽ như thế nào? Barbara của mẹ thật là thông minh mà. Cái gì chứ? Làm búp bê trong hình dáng người lớn? Từ đâu em có ý nghĩ điên rồ như thế chứ? Không phải điên rồ, mà đây là sự thật. Tối qua em nhìn thấy Barbara chơi búp bê. Những con búp bê vóc dáng trẻ con ấy đều hóa thân thành người lớn. Chính vì vậy, em mới có ý tưởng chúng ta sẽ phát minh ra một dòng sản phẩm búp bê có vóc dáng như người lớn. Như vậy sẽ thu hút được hơn rất nhiều. Không ổn đâu thưa chủ tịch. Búp bê mang vóc dáng người lớn tuy mới lạ, nhưng chúng ta không chuyên về sản xuất búp bê, sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tạo hình và sản xuất đó ạ.
Đúng đó chủ tịch. Phần lớn những đồ chơi cho các bé chơi đều được tạo hình hồn nhiên, dễ thương mới thu hút được người mua. Sản phẩm này tạo hình là người lớn, không phù hợp cho trẻ con. Nếu không khéo, chúng ta sẽ đi ngược lại thông điệp ngây thơ, vui tươi mà công ty đã đề ra. Tại thị trường Đức, dòng Lily Doll đã ra đời vào 4 năm trước, cũng mang phong cách tương tự như vậy. Nó rất được nhiều người đón nhận, nhưng lại giới hạn độ tuổi. Lần này sản phẩm chúng ta dựa theo phiên bản ấy, nhưng sẽ cải tiến hơn nhiều, nhất định không giới hạn người tiêu dùng đâu. Anh không phản đối việc đột phá này, nhưng cái vấn đề vừa đưa ra hơi nguy hiểm. Nó không phải điểm mạnh của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta chỉ có những nhà thiết kế chuyên về nội thất, không có những thiết kế chuyên về con người, nên sản phẩm đầu ra búp bê sẽ không đảm bảo chất lượng đâu. Dạ, ý của giám đốc, tôi đồng ý. Chủ tịch à, đây là một hội chợ lớn, mỗi năm một lần. Chúng ta nên làm những cái gì mà chúng ta chuyên về nó. Như vậy mức độ an toàn sẽ cao, lượng tiêu thụ sẽ ổn định hơn. Tôi biết mọi người sẽ còn rất ngần ngại, nhưng tôi tin chắc đây sẽ là một bước ngoặt vượt trội. Trước mắt cứ như vậy mà tiến hành trước, hậu quả tôi sẽ một mình gánh chịu. Mọi người không cần phải lo lắng. Mẹ làm sao thế ạ? Có phải các cô chú trong công ty không nghe lời mẹ nên mẹ buồn phải không? Ở lớp cô giáo hay bảo cô rất buồn khi các con không chịu nghe lời của cô. Barbara này, con nghĩ sao một con búp bê mang hình hài của người lớn? À, thật hả mẹ? Thế thì thích quá đi. Các bạn nữ trong lớp của con sẽ thích lắm luôn á. Các bạn trong lớp của con sẽ thích thật sao? Dạ đúng ạ. Mẹ xem đồ chơi cho các bạn nam là siêu nhân, phi công nè, bác sĩ cũng đều là người lớn mà. Chỉ có bọn con gái chúng con phải tưởng tượng cuộc sống người lớn cho búp bê thôi à. Tụi con ganh tị lắm luôn á. Đồ chơi của mẹ vừa nói ra, nó sẽ là món quà tuyệt vời nhất cho các bạn nữ đó mẹ à. Nhận được sự động viên từ con gái, giúp cho Ruth Handler tự tin hơn sản phẩm của mình. Cả công ty bắt tay vào quá trình phát minh ra con búp bê có hình dáng người lớn. 2 tháng sau, hội chợ đồ chơi. Mattel Company. Ôi nhìn nè, hai con búp bê đó thật đẹp và hút tầm mắt. Wow, thật đặc biệt, nó được gọi là gì ta? Barbie, nhìn tấm bảng ngay chân nó kìa. Barbie Dolls. À, thích quá, mẹ ơi con muốn mua con này. Mẹ ơi con cũng muốn mua. À, nhìn thích thật, tôi muốn lấy con búp bê cốc đen này. Tôi cũng muốn mua. Thưa bà Ruth Handler, bà có thể cho chúng tôi biết tại sao bà lại đặt tên chúng là Barbie không ạ? À? Và cảm nghĩ của bà khi lần đầu tiên Barbie được rất đông đảo các bạn trẻ đón nhận. Tôi rất vui khi búp bê Barbie được nhiều người ủng hộ như vậy. Mới năm đầu tiên ra mắt đã tiêu thụ trên 350.000 con. Và cái tên Barbie xuất phát từ tên của con gái tôi, Barbara. Chính con bé là nguồn cảm hứng vô tận để tôi tạo nên chúng. Chính vì thế, món đồ chơi đặc biệt này sẽ mang tên búp bê Barbie, là một lời cảm ơn gửi đến thiên thần nhỏ của tôi. Nhiều năm sau, hàng loạt các phiên bản búp bê Barbie khác ra đời và đại gia đình Barbie vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!